Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thì mỗi ngày có khoảng 26 người chết, chủ yếu là do tai nạn ở đường bộ, trong đó tỷ lệ tai nạn do uống rượu bia chiếm tỷ lệ khá cao. Ngoài việc thực hiện rà soát đo nồng độ cồn thì rõ ràng là ý thức của người tham gia giao thông vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc giảm tai nạn giao thông. Theo Viện Pháp Y Quốc gia, có tới 34% số nạn nhân chết do tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu. Còn tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, 60% số ca cấp cứu do tai nạn giao thông có liên quan đến sử dụng rượu bia. Đó là những con số báo động về tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông ở Việt Nam. Mặc dù đã có khá nhiều những biện pháp tuyên truyền cũng như ra quân kiểm tra nồng độ cồn cho người tham gia giao thông, thế nhưng tình trạng vi phạm vẫn không hề giảm. Về việc sửa đổi cái bộ luật hình sự, về cái điều là xử lý đối với người say rượu bia mà vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng thì chúng tôi cho rằng thì cũng hoàn toàn nhất trí đưa ra một cái ngưỡng nhất định, một cái chỉ số nhất định về vi phạm nồng độ cồn và gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể xử lý về hình sự, thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cái lực lượng thực thi pháp luật trong khi xử lý những cái vụ việc liên quan đến vấn đề này. Tại hội thảo chuyên đề hành vi người điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu bia do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức, có nhiều ý kiến cho rằng nên hình sự hóa hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng nồng độ cồn để tránh tình trạng nhờn luật, đồng thời có các giải pháp để tác động đến hành vi của người tham gia giao thông để ngăn chặn tình trạng uống rượu bia. Khi trong cái tuyên truyền ấy, người ta chỉ nhấn mạnh cái nghị định 171 phạt tiền. Thế nhưng mà chính ra là cái mà bộ luật hình sự quy định là nặng hơn, thì cái đó lại khi đưa và tuyên truyền thì rất ít tuyên truyền. Chúng ta chính bộ luật hình sự của chúng tôi, mặc dù có điều nào đứng theo, nhưng mà tôi thấy rằng là cái quy định của chúng ta về xử phạt thay đổi hình sự là rất là đúng đắn. Bạn đều thấy rằng là mọi người đề cập rất là nhiều về chính sách, về giải pháp, về quy định, cái đấy thì rõ ràng là điều đúng rồi. Nhưng mà làm sao những cái quy định đấy mà nó tiếp cận được đến với người dân, và làm sao để người ta thay đổi được cái hành vi của người ta, thì mình nghĩ là cái nghiên cứu của mình nó là một cái câu trả lời rất là tốt. Đó là cái cầu nối để làm sao mà cho người dân họ thấy rằng là tôi nên thay đổi cái hành vi đó, và thực ra cái yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất. Việc hình sự hóa luật xử phạt người tham gia giao thông khi uống rượu bia chỉ là một trong những việc có thể ngăn chặn tạm thời tình trạng này. Uống rượu bia xuất phát từ ý thức của con người. Chính vì vậy, nâng cao và xây dựng văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn mới là cốt lõi.